Dây của khoan nhá, cái dây của khoan đấy nhá, rõ ràng cái dây khoan đấy nhá, này cắm vào đây này, rồi đấy thử cho anh em xem đấy, 220 nhá. Đó, còn một số anh em bảo là tại sao điện nó không giật này, bởi vừa 220 máy chạy này, rồi 220 máy chạy nhá, anh em thấy là đây có 220 đúng không? Này 220 này, anh em nhìn thấy cái đồng hồ 227V không? Mình sờ vào đây này, anh em thấy sờ đây, đây là một dây nhá. Hai cái ổ cắm này anh em nhìn thấy hai ổ cắm ở đây sờ một dây nhá, đây sờ nhá. Sờ tay đây nhá. Sờ tay nhá. Hello anh em nhá, mình vừa mới ngồi đọc cái bình luận thì thấy có một số anh em vào bình luận nhiều quá về cái ổ cắm công tắc này. Cái ổ cắm bảo vệ đây vẫn còn y chang nguyên trạng nhá, mình mới làm mà mình cũng chưa có đụng lại. Hôm trước luôn. Đấy, cái này có tác dụng là nó sẽ bảo vệ là chặn chập khi mà chúng ta kiểm tra một cái công tắc. Đây một số anh em thì bảo lắp cái công tắc để thừa, một số anh em bảo là cháy đèn, một anh em bảo để cháy thiết bị. Chả hiểu sao cháy thiết bị, chả hiểu sao cháy đèn, mà chả hiểu sao lừa anh em phải làm gì. Đây, thế thì mình sẽ tiện đây mình làm luôn cái video này để chia sẻ với anh em nhé. Nếu mà em là thợ điện thì 100% là anh em sẽ hiểu được cái nguyên lý mình nói. Rồi chưa mổ cái này ra nhé. Đấy nhá. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho em cái nguyên lý của nó này. Cái nguyên lý của nó đơn giản như đan rổ luôn. Nhiều khi đơn giản quá là anh em lại nghi ngờ mà chả biết là lừa anh em phải làm cái gì không biết nữa. Đây, cái nguyên lý của nó là như này nhá. Bây giờ bình thường là chúng ta sẽ có một cái ổ cắm ở đây. Cái ổ cắm đây nhá, để chúng ta cắm cái thiết bị đèn vào. Ví dụ đây là cái bóng đèn đi. Cái đèn đây là đèn led hoặc là cái đèn sạc điện thoại ấy, hay là cái gì đấy, là cái đèn chúng ta sử dụng nhé, gọi là tải ấy, ổ cắm nhá, cắm vào đây. Bình thường là chúng ta sẽ lắp qua công tắc, qua cái lỗ ổ cắm, lửa này, nguội này. Bình thường anh em đúng như này đúng không? Một cái đèn này sáng ta bật công tắc lên, cái điện này vào 220V. Đấy. Thế thì bây giờ ví dụ cái tải mà nó chập chạm gì đây là mình bật công tắc lên thì nó sẽ nổ. Đúng không? Thế thì bây giờ mình lắp thêm cái đèn, đây là cái đèn báo đấy. Em mua cái đèn báo này ra cái tiệm điện ấy, mua 10 mấy nghìn một cái, 10 mấy 20 nghìn một cái đèn led tùy theo hiệu, có hiệu thì lên 30 mấy nghìn một cái. Ở Trung Quốc này thì nó rẻ thôi. Nó sẽ lắp thêm một cái đèn led báo ở đây. Em đấu vào công tắc này. Đấy, đấu vào công tắc này. Thế thì khi mà trường hợp mà chúng ta chưa bật công tắc ấy, thì nó nguyên lý của nó là nó sẽ có cái dòng điện nó chảy qua cái đèn này. Rồi chảy qua cái phụ tải đây, nếu ổ cắm chảy qua cái đèn này và chảy về nguội đây. Như vậy là hai cái đèn này nó được lắp nối tiếp với nhau, nhưng mà do nội trở của thằng này nó nhỏ, nội trở của thằng này nhỏ, tức là cái oát này lớn hơn oát của thằng này nó chỉ có 10 mấy 20 mA thôi, dòng nó công suất rất là nhỏ luôn, nó gọi là mili không phải bao nhiêu mW luôn, tức là cực kỳ nhỏ luôn. Cái đèn báo mà tốn điện thì mà anh em thắp sáng thì chỉ có trả tiền điện mà thôi. Cái đèn báo trong tủ ấy, đây tự mình lắp cái đèn này rất là nhiều này. Em thấy cái đèn báo đây, cái đèn báo này nó phải tiêu thụ công suất cực nhỏ luôn. Chính vì công suất của nó nhỏ nên là nó không thể làm cho cái đèn này sáng được. Đấy, cái cái dòng điện ấy, cái y qua cái này ấy, bằng y qua cái này, nhưng mà cái y qua cái này thì để nó sáng được, còn y qua cái này thì nó không thể sáng được. Đấy, cái oát của này rất là lớn, ở nội trở nó nhỏ đến gần như là nó ngắn mạch, hoặc là chúng ta ngắn mạch nó lại, là gắn mạch lại đây ấy, thì nó giống như là mình sẽ cấp hai cái điện 220 nối thẳng đây luôn, thì giống như là hai đầu công tắc là nó có lửa và có nguội, là gắn mạch nhá, thì đèn nó sáng lên. Để trường hợp nó ngắn mạch cái cắm đây đâu nhỉ em nhỉ, thử cho anh em xem tí, đã thử cho anh em y chang đây, mình còn đang y như anh em xem cái video nào như video luôn. Đây xem đoạn này chắc em hiểu rồi đúng không? Anh em xem đoạn này mà không hiểu thì mình chịu luôn đấy. Rồi còn cái trường hợp thứ hai nữa, là khi ta bật công tắc vô thì nó nối ở đây vừa đây, thì đây là cái dây dẫn này, như bình thường thôi. Thì cái này là hai đầu dây công tắc này thì chỉ có cái đèn này sáng nữa thôi, hoặc là cái đèn, hoặc là cái quạt, hoặc là cái khoan gì đấy là chúng ta chạy được. Còn hai cái đầu công tắc này khi nó nối lại với nhau thì nó như là cái dây dẫn, thì ở đây làm gì có điện đâu mà sáng anh em. Đấy, nên là sẽ có tác dụng để kiểm tra là khi chúng ta mà chưa bật công tắc nguồn đấy, ta cấm điện vào thấy cái đèn là sáng lên, tức là đang có phụ tải hoặc chạm chập. Thế một số anh em thì bảo là cái tải lớn tải nhỏ gì đúng không? Tí mới thử cho anh em là cái sạc điện thoại là cái tải nhỏ rồi đúng không? Cái sạc điện thoại nó có mấy oát này. Rồi. Và rồi mình sẽ thử cho anh em cái khoan luôn, công suất lớn nhá. Có chạy không nhá? Đấy, mình làm video thì hầu như là video ứng dụng này. Anh em nào biết là mình trên kênh quang máy phát điện hoặc là máy phát điện hoặc là quang điện này, thì mình chủ yếu là mình chia sẻ những cái kiến thức mình đã biết và mình hiểu rồi. Đấy, chứ mình cũng không làm cái gì là gọi là câu view câu like để kiếm tiền anh em hết ạ. Đấy. Rồi, bây giờ mình thử cho anh em nhé. Đây là trường hợp mình chưa bật công tắc này. Rồi. Rồi mình cấm cho em cái sạc vô này. Cấm cho em cái sạc vô đây. Ở cái đèn là sáng đúng không? Anh em thấy cái đèn là sáng rồi. Đây là cái sạc điện thoại bình thường thôi mà. Rồi. Không có cái gì đâu. Rồi bây giờ mình thử cho anh em nhé. Cái máy cắt này. Đây, mình sẽ có cái mắt, cái cắt này. Cái này công suất lớn nhá. Cái này công suất là hơn 600W. À, nó đang bật ở mức 1 đấy nhá. Mức 1 nhá. Rồi, mình bật vô này, mình cắm vô này xem cái đèn nó trắng nhá. Trắng cháy làm sao được, cái này giống như qua cái tải này nó giống như là mình chập hai cái phích cắm với nhau là cấp điện 220 cho nó thôi, làm sao mà chập. Nó đèn sáng đúng không? Đấy, cái nếu công suất là lớn thì cái đèn này sáng nhiều, công suất nhỏ là sáng ít thôi. Ít hơn nếu chúng ta quan sát thì sẽ thấy. Đấy, bật công tắc lên máy chạy nhá. Bật công tắc lên máy chạy này. Thế cái đèn nó lại sáng rồi kìa. Nó có cháy cái đèn đâu. Rồi. Mà điện thì điện 220 nhá. À, chứ điện cái đồng hồ đây. À, mình ở đây mình ở đây là điện 220 này, đồng hồ 220 này, điện 100V là cái CB này, điện 220 cái CB này. Đấy, thì bây giờ mình toàn thử cho anh em là mấy cái mà. Rồi. Đây, điện 220 đây, chứ mình có nói điêu cái gì đâu. Chết anh em vào bình luận nghe nó nghiêm trọng quá. Rồi đây mình chuyển anh em AC, anh em nào mà biết về điện nữa thì mình sẽ thấy là cho nó thấy AC lên đây. Đấy. Rồi nó đo trực tiếp ổ cắm luôn. Ổ cắm thì nó lại hơi khó đo. Cái phích cắm không chưa? Đấy. Còn anh em nào biết mình cái điện của mình không giật đấy thì anh em hãy xem một cái video khác nhé, chia sẻ cách làm cái điện nó không giật. Trời ơi, mình có nhiều kiểu lắm. Đây để cắm thử đây, đó cắm thử đây luôn. Đây, cắm cái đèn sáng đúng không? Em phải cắm cái đèn sáng đúng không? Cắm cái đèn sáng này. Rồi em bỏ điện không phải điện 220 nhá. Bây giờ mở cho anh em xem này. Đang cắm chập. Bây giờ nó chập cái này nổ, bật công tắc này nó nổ bụp nhá. Mình tháo cái này ra. Để đo cho anh em xem phải 220, phải đo thẳng vào cái ổ cắm này luôn cho anh em xem đi. Thế anh em đang nghi quá. Rồi. Đến 220 anh em nhìn thấy chưa? Rồi. Bây giờ mình tách ra là mình bật lên được này. Đấy, điện 220 này. Điện 220 này. Em không tin thì bây giờ mình sẽ có chập thẳng vào cái ổ cắm cho em quay này. Em giữ dành máy khoan nó trượt. Đấy nhá, thử máy khoan luôn nhá. Quay nhá. Đấy nhá, đây em nhìn lại không nhìn được cái tay này, bảo là cái dây cắm đi đâu. Đây là cái dây của khoan nhá. Cái dây của khoan này nhá, rõ ràng cái dây khoan đấy nhá. Này cắm vào đây này. Rồi. Đấy, thử cho anh em xem đấy, 220 nhá. À, còn một số anh em bảo là tại sao điện nó không giật này. Vậy vừa 220 máy chạy này. Rồi, 220 máy chạy nhá. Em thấy là đây có 220 đúng không? Này, 220 này. Em nhìn thấy cái đồng hồ 227V không? Mình sờ vào đây này, anh em thấy sờ đây. Đây là một dây nhá. Hai cái ổ cắm này anh em nhìn thấy hai ổ cắm ở đây sờ một dây nhá, đây sờ nhá. Vào tay đây nhá. Vào tay nhá. Vào tay nhá. À, điện cắm này chạy này. Đấy không? Một số anh em này hoài nghi này, giữ cho anh cái thử cho chạy có điện luôn này. Này. Có điện nha. Tay cầm bên kia lấp tay vào cam rồi. Đó. Này thử cho anh em xem này. Đấy. Điện 220 nhá, nó không giật nhá. Rồi. Thế thì bây giờ làm sao mà nó thì mình có một cái video chia sẻ anh em làm thế nào thì không giật. Đây là những cái thiết bị mà mình chuyên để dùng để nghiên cứu. À, nên là trong quá trình mà sử dụng thì nó có rất dễ, nó có thể xảy ra một số cái trường hợp mà tai nạn về điện, nên mình sẽ thiết kế ra những cái thiết bị mà nó không thể mà giật được. Đấy, trở lại như thế thì đây là cái ổ cắm của mình. Ở đây mình có hai cái ổ cắm, ổ cắm mà không giật và ổ cắm mà giật. Đấy, ổ cắm đây, ổ cắm này nhá, anh em nhìn cái ổ cắm này có điện nhá. Đấy, thì là ổ cắm không giật vì nó giới hạn được cái dòng điện nhá. Cái ổ cắm này rất là hay luôn, tại vì trường hợp mà chạm chập hoặc là nó có sự cố về điện ấy thì nó cũng không quá nguy hiểm. đấy, không quá nguy hiểm. Đây 227V này, anh em nhìn thấy cái gì đâu, đây chọc lên cho anh xem này, chọc lên cho anh em xem hai lỗ thôi nhé, không nên bảo chọc của nguội. Từ khi tai nạn nó xảy ra biết đâu là dây nguội, đâu là dây lửa đâu. Đấy, thế thì cái video này làm cho anh em xem để anh em hiểu rõ được những cái vấn đề mình chia sẻ trên đây, là những cái nội dung mà chia sẻ cho anh em hữu ích. Đấy, có rất là nhiều loại mà chia sẻ gọi là dạng như là máy phát điện vĩnh cửu rồi thì cái trời ơi đất hỡi ở đâu ấy, thì nó có trên YouTube người ta làm một số cái mẹo để làm. Còn những cái này ấy, chia sẻ với anh em để cho anh em có những cái mà ứng dụng nó thực tế. Đấy, chứ không có gì hết. À rồi, quên đấy, thôi mở lại cho anh em xem cái chỗ này cách mình làm nhé. Anh em nào chưa xem cái video trước mà xem được cái video này thì anh em có thể xem lại cái video trước để hướng dẫn cách làm, và có thể là xem video này cũng hiểu luôn. Đây trang trước mình bóc cái nào để nó như vậy đi. Bỏ mấy cái này cho nó hướng. Vừa mới đi uống cà phê về nó xem cái bình luận này hơi nóng người nên là làm video cho anh em luôn. Rồi đây mở ra cho anh em luôn nha. Cái ổ cắm này đây, hai cái ổ cắm này là cái này là cái thương hiệu mình lấy về ở bên chỗ mình có thể phân phối cả cái sản phẩm này nữa. Mình có một vài anh em là có cả một hệ thống đại lý showroom, nhà phân phối các cái sản phẩm về thiết bị điện này. Đây là một cái sản phẩm mình lấy về để vừa để xài vừa để review cho anh em thôi. Đấy, sản phẩm của Schneider vừa chia sẻ với anh em luôn. Anh em cần các cái thiết bị điện thì có thể ebook để mình hỗ trợ. Để tháo vào nhá. Hôm qua bảo hôm trước mình cái video trước mình còn bảo cắt cái lỗ đây mình có chưa cắt luôn này. Đây. Cái ổ cắm thực tế là mình không có dài cái ổ cắm ở đâu. Cái ổ cắm này tại vì mình chưa muốn sửa. Tại vì mình sẽ lấy cái dây điện đầu vào ấy, nó có dòng lớn, cái này nó chỉ dòng khoảng trong 1kg đổ lại thôi. Đấy, 1kg mà cái ổ cắm nó tèo này, cái này là mình chỉ là demo cho anh em thôi. Thì anh em nhìn thấy nó có cái gì khác đâu. Thứ nhất nhá. Cái dây nguội này, dây nớt này, dây nớt này. Rồi. Là nó nối chung với nhau vào chung một cái dây đúng không? Pha lửa này nối với công tắc này, em thấy nối với công tắc không? À, nối công tắc này, hai đầu công tắc thì nối với cái đèn đây. Nó có gì đâu. Đấy, một giây anh em lại nghi ngờ lại cắm vào đây cho anh em xem. Trời ơi trời. Rồi, lại có cái sạc đâu, có cái dây sạc đâu. À, ở đây có cái sạc đây, đây có sạc nha. Cái sạc này nó có dòng tải nhỏ, cái này mình phục vụ để cho anh em đi công trình rất là hiệu quả, là khi mà chúng ta cắm vào ấy, có cái khoan ấy mà cái loại mà có công tắc ấy, chẳng may mà bật cái nó sẽ rất là nguy hiểm. Chính vì thế mình cắm vô đây ấy, thì giống như cái sạc này là mình mới xác định được rồi này, là cái này chắc chắn là nó đang được cấp vào phát thẳng luôn. Đấy, còn những cái con khoan ấy, đây những cái con khoan như này, hoặc là những cái thiết bị mà mình cắp vô thấy nó sáng luôn mà nó chưa bật cái gì ấy, chúng ta phải thấy nó là nguy hiểm. Những con khoan này cực kỳ nguy hiểm luôn, anh em mà đang khoan ấy mà nó mất điện, nó tắt, chúng ta quên nó tắt, có điện lại nó quay một thì thôi anh em sẽ thấy là nó cực kỳ nguy hiểm rồi đúng không? Bị dính những cái trường hợp như thế rồi thì anh em nhớ đời luôn. Đấy, còn ở đây thì cũng có thể là trong quá trình làm chúng ta chẳng may chúng ta vơ vào cái nó bật on lên cái. Thế thì bật on lên cái thì cái thói quen chúng ta là cái công tắc này luôn luôn phải off, nhá. Và chúng ta bật lên thế này cái chúng ta thấy nó sáng cái đèn này lên là chúng ta kiểm tra ngay. Tại sao cắm vô cái chưa bật còn lại sáng đèn, chỉ có công tắc bật rồi nó mới sáng rồi đúng không? Hoặc là cái dây điện này nó chập với nhau. Đấy, thì bây giờ chúng ta bật công tắc lên cái thì có thể nó quay luôn này. Đấy. Đây là những cái cảnh báo để chúng ta thấy được là nó có cái sự nguy hiểm. Khi đây này nó trắng hô hố ra đây luôn, cái đèn này anh em cấp vào 220 nó chạy luôn, thẳng vào 220 nó cũng chạy mà nó cháy thế nào được. Đây con này là 220V AC này, anh em ra mua tiệm điện đâu mua chả được. Đấy AC 220 này anh em làm, bây giờ anh em hỏi anh em là cháy cái gì nào? Có thể cháy cái gì được nhá. Ok, ta cho anh em xem vào đấy. Thôi anh em còn câu hỏi nào nữa thì bình luận nốt ở bên dưới mình làm cho anh em. Ok. Rồi chúc anh em một buổi tối vui vẻ, và video này sẽ dừng lại ở đây, và hy vọng là anh em sẽ theo dõi kênh. Mình sẽ có những cái mẹo và những cái chia sẻ thú vị cho anh em. Chút xíu nữa ở dưới nhá, là cái bộ khỉ gió của mình đây nhá. Cái bộ này là không giật đâu nhá, nó vừa đầu công suất mà là không giật nhá. Có cả 100V 220 nhá. Nhớ nhá, đây là giật nhá, đây là không giật nhá. Đó. Và đây 110V này, 110V này thử cho anh em xem này. Trước cái CB là 110V này. Đấy, trước không giật này, không giật này. Đấy, còn bên này nhá, đừng chọc vô nhá. Đó. Ok, và hẹn gặp lại. Bye bye.